Trong những ngày qua, thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ biên phòng đang thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến biên giới đã tăng cường xuống các thôn, bản giúp đỡ nhân dân phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Đặc biệt tại tỉnh Hà Giang, nhiều nơi xuất hiện băng tuyết, các đồn biên phòng đã chủ động điều chỉnh kế hoạch công tác, ưu tiên nhân lực cho các địa bàn trọng điểm, vừa nắm tình hình an ninh chính trị địa phương, vừa tăng cường các hoạt động dân vận, góp phần giảm thiểu thiệt hại cho nhân dân trong đợt rét đậm, rét hại này. Thôn Tả Mù Cán là một trong những nơi có địa hình phức tạp và khí hậu khắc nghiệt nhất của huyện vùng cao Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Rút kinh nghiệm từ những đợt rét hại của các năm trước, năm nay, ngay từ đầu mùa đông, cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng Xín Mần đã phối hợp với trưởng thôn xuống tuyên truyền hỗ trợ nhân dân bảo vệ đàn vật nuôi. Chúng tôi đã phối hợp với cả bà con trên thôn và các ban ngành đã che chắn và hướng dẫn bà con trong thôn được 18 trên 27 hộ trong thôn là đã tiến hành che chắn chuồng trại, và một số hộ gia đình thì năm nay thì đã tích cực hơn là đã xây dựng bằng nhà kiên cố cho đàn gia súc của mình để phòng chống dịch bệnh cũng như là giá rét cho đàn gia súc. Bộ đội biên phòng với lại các chiến sĩ ở trong đồn cửa khẩu Xín Mần cùng phối hợp với bà con nhân dân thực hiện che chắn chuồng trại và hướng dẫn cụ thể cho bà con về kỹ thuật để che chắn đảm bảo cho đàn gia súc đủ ấm để không chết rét vào mùa đông giá rét, và hướng dẫn để trồng cỏ chăn nuôi để đảm bảo cho thức ăn cho gia súc. Chúng tôi ở trên địa bàn thôn ấy thì may mắn và gần ở trong dưới trạm. Con trâu là tài sản lớn nhất của bà con nơi đây, và phần lớn người dân chăn thả trên rừng chuồng trại tuềnh toàng, nguy cơ thiệt hại do rét là rất lớn. Mấy ngày nay, bộ đội biên phòng Hà Giang đã huy động tối đa nhân lực hỗ trợ một phần vật tư, giúp nhân dân che chắn chuồng trại tránh gió lùa. Nhờ được tuyên truyền về các giải pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, nên bà con đã chủ động dự trữ nguồn thức ăn như cỏ tươi, cám ngô, nước ấm để chăm sóc trâu bò trong những ngày giá rét. Bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền vận động bà con. Cứ mùa đông đến là phải chăm sóc đàn gia súc làm sao cho nó tốt. Thứ nhất là tuyên truyền cho bà con là không được thả rông ra đồng ra nương. Thứ hai là chuẩn bị các cái thức ăn để dự phòng vào những ngày nhiệt độ xuống thấp. Với sự chủ động của các cấp chính quyền cũng như sự vào cuộc tích cực của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã mang lại hiệu quả tích cực trong những ngày giá rét trên địa bàn huyện Xín Mần nói riêng, tỉnh Hà Giang nói chung, chưa có tình trạng trâu bò chết do thời tiết giá lạnh.